đây là cái lăn gạch gai và lăn gạch đinh của diện trần. Cái lăn gạch gai này thì nó dài 24 cm, nặng 104 g, thiết kế bằng nhựa cao cấp. Thì mình sẽ lăn quạt trên các vùng rộng chân vai, cánh tay, cẳng chân, làm ấm cơ thể và có tính dương. Thì nó dài như này, các bạn cầm nó rất là thoải mái, thuận tay. Đó, thì mình sẽ tự với ra sau mình làm được. Còn mình làm cho người khác thì mình sẽ quẹt như này, rất là nhẹ nhàng thôi. Diện tích tiếp xúc của nó rất là rộng. Đó, thì mình quẹt đều như này, di chuyển cứ mỗi một vị trí này từ 3 khoảng 5 phút. Hết bên này rồi mình di chuyển sang bên này. Thì nó chữa các bệnh liên quan đến cọc kính cổ vai gáy rất là tốt. Đó, quẹt như này. Và mình có thể là tác động khắp phần lưng như này. Đồng thời cái này mình có thể mình sẽ quẹt trên các vùng cánh tay. Vùng cánh tay như này. Đó, để chữa đau nhức mỏi vai gáy, rồi chữa đau cánh tay. Thì cái đinh này mình cũng có thể dùng là gì cho những người huyết áp cao hoặc là những người bị co cứng cổ vai gáy. Mình dùng kết hợp vừa quẹt đinh vừa quẹt gai. Đó, thì cái quẹt đinh này có tác dụng là làm giãn cơ ra. Sau đó mình sẽ dùng cái quẹt gai để mình sẽ làm cho nó săn chắc trở lại. Thì mình dùng cái quẹt gai và quẹt đinh này để mình giảm béo này các bạn này. Đầu tiên các bạn là dùng cái quẹt đinh này, các bạn quẹt trước, các bạn quẹt trực tiếp chân da bụng nhé. Ai đau quá thì mới phải quẹt qua một lớp áo mỏng như thế này. Đấy, các bạn quẹt như này, quẹt độ khoảng 10 đến 20 phút cho nóng da này. Sau đó các bạn dùng cái quẹt gai, các bạn quẹt khoảng 20 phút, tổng cộng mất khoảng 40 đến 50 phút. Một ngày làm 3 đợt như thế này, làm đều đặn hàng ngày, có tác dụng là làm giảm béo rất là tốt. Chúc các bạn thành công.